Hello Lâm Sĩ anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video này tiếp theo của mình. Mình là Hemisi đây. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ làm top những... Thì mọi người ơi, thì mình có bảo bạn thằng Hề Khóc nhá. Thằng Hề Khóc là lập một tem tên là Misi. Thì mình mong là anh em qua kênh có thằng Hề Khóc đăng ký để ủng hộ cho bạn đấy nhá. Thì mình mong là anh em cũng đăng ký ủng hộ cho mình và ủng hộ cho bạn đấy. Thì mọi người ơi, qua kênh của mình đăng ký với kênh của mình cũng đang chán lắm. Thì cảm ơn Nam Sĩ anh em đã cho mình lượt xem khá là cao một xíu. Đó chính là 4 video đạt được 431 lượt xem. Qua là đời tuyệt vời. Thì trước đây mình làm về series khác, lượt xem tổng cộng lại nó vẫn hơn bây giờ. Nhưng vì đam mê One Piece nên mình đã xóa những video ấy đi và làm về One Piece 4 video này. Nên anh em thông cảm nhé. Thì bạn ấy bảo mình là lập tem chưa, ở trên Facebook chưa, để còn phát triển nữa. Thì cho mình xin lỗi nha, dạo này mình bận quá. Vừa bận lại còn vừa bị mất link Facebook nữa. Thì mình không hiểu tại sao mà link Facebook của mình đã phải để xác thực hay yếu tố rồi mà vẫn bị hack được. Nên là mình vẫn chưa tạo nhóm được, cho xin lỗi bạn thằng Hề Khóc nhá. Thì sắp tới mình sẽ thu xếp lại công việc cho đỡ bận, xong rồi mình sẽ tạo ra một cái Facebook mới để tạo nhóm. Thì ok, thì cho mình xin lỗi nhá. Trước khi vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like, đăng ký và comment phía bên dưới để ủng hộ mình nhé các bạn. Ok rồi mọi người, chúng ta bắt đầu video. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến top 5 sự thật về Rodian. Người săn sảo đã giết bố già và lộp A cho hải quân. Damn! Thì dù có cái hàng Rodian thì cái thật nhưng mà vẫn phải đợi thôi. Mong rằng một ngày nào đó Luffy sẽ đập lát cái mồm của nó. Nhìn cái mặt của nó kìa, trông có ghét không chứ nị cờ bực ca mình anh em ạ. Không đánh ta đánh thiên nữa, chúng ta cùng nhau đến với top 1. Thì cái tên thật của Rodian được lấy từ một hải tặc khét tiếng ở ngoài đời. Đấy, ở trên màn hình đấy. Mình thì không biết tiếng Anh, chỉ là các bạn tự biết đọc nhá. Mình không biết. Không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến top 2. Sau khi nuôi bộ râu của mình một thời gian, Tech đã có một bộ râu dài và hắn đã chia thành nhiều phần. Điều này trông rất giống với hình ảnh Rodian của ngoài đời thực. Các bạn thì thấy sao? Còn mình thì thấy bộ râu này của hắn rất giống với những tên cướp biển mà tác giả Oda đã dùng tên của nó giống ngoài đời thực ấy. Nhìn bộ râu này của nó càng ngày càng giống ra ngoài đời thực rồi, các bạn thì sao? Ok mọi người, chúng ta cùng nhau chuyển sang top 3 sự thật về Rodian. 3 đó chính là One Piece Green Secrets One Cast tiết lộ khái niệm ban đầu về Black Base. Tên ban đầu của Rodian là Everything Detect. Có cái tên này có thể bắt nguồn từ tên cướp biển khét tiếng ở Anh vào thời thế kỷ 17. Và tên cướp biển đó rất là khét tiếng ở cái thời đó vì hắn rất giàu ở thời kia đó. Bây giờ là chúng ta cùng nhau bắt đầu đến top 4 thế nào anh em. 4. Tech từng là một nhân vật duy nhất từng là một Shichibukai và sau đó trở thành một tứ hoàng. Hắn đã từng là thủy thủ đoàn phục vụ dưới trướng của một tứ hoàng. Và tứ hoàng mà mình vừa nhắc tới không ai khác chính là bố già râu trắng. Rồi mọi người ơi, chúng ta cùng nhau đến top 5 và cũng là top cuối cùng. Số 5 đó chính là Tech là người duy nhất trong lịch sử One Piece sở hữu sức mạnh của hai trái ốc quỷ cùng một lúc. Bằng một cách lách luật nào đó, hắn đã chiếm được sức mạnh của trái ốc quỷ cực kỳ hủy diệt của Gura Gura no Mi xác chết của bố già râu trắng. Và đây là cái cuối cùng nhá. Thôi cho tạm một cái cuối cùng này của mình vào. Thì theo mình nghĩ là lúc nào mà Luffy trở thành vua hải tặc, chắc chắn tên chữ lã của thằng cu đen này sẽ trên 5 tỷ Benny. Mình chắc chắn. Đéo tin. Mà đã làm việc xấu rồi thì ai ta cho, đúng không? Mọi người biết rồi, nó chính là cái thằng mà đánh bại A, lộp A cho hải quân và giết chính râu trắng. Uầy, nghe em thì tức cả mình. Nếu là mình sẽ giơ ngón. Anh sẽ giơ ngón này lên để tặng cho em một ngón. Fuck. À, cho thằng Kurian này sớm chết đi nhá. Mình sợ kết thúc One Piece mà Rodian nó còn chưa chết thì
Lý do là bác Oda quá là nhân nhượng nó. Bác Oda không muốn cho nó chết. Bác Oda ơi cho nó chết đi. Đéo và đéo. Thì anh em ơi, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì đây là top 5 mà mình tìm được từ thằng cu đen này. Thì ok, bye bye anh em và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký cho thằng Hề Khóc và để ủng hộ thằng Hề Khóc và like video, đăng ký comment cho video này và đăng ký cho mình nữa nhá.